cái túi vô khoảng 150cc rồi. Dạ. Tức là bạn đầu tiên là bạn đã có một cái mâu thuẫn như vậy rồi. Cho nên cái mong đợi ở đây, bạn đừng bị ám ảnh bởi con số về thể tích của cái túi đưa vào. Dạ. Vì bạn đã có một cái thể tích khá lớn ở đây rồi. Như vậy, bắt đầu từ cái việc phân tích con số này nè. Con số đang màu đỏ nằm ở phía dưới nè. Dạ. Để Phương nắm được rằng trong trường hợp này chúng ta cần phải điều chỉnh hai cái size túi khác nhau. Dạ. Bạn có sự chênh lệch của cái này khá lớn. Máy này đo chính xác là bạn đang chênh lệch giữa bên phải và bên trái đến 112.9. Dạ. Do vậy chúng ta sẽ chọn hai size túi khác nhau, đó là điều đương nhiên rồi. Chuyện thứ hai là ngày hôm nay chúng ta đang điều chỉnh khi chúng ta thấy nó là 112.9. Nhưng mà trong tương lai đó, cái này nó vẫn tiếp tục nó lớn, Phương. Dạ. Cái câu hỏi là tại sao như vậy? Cơ thể của tất cả các bạn gái đó, từ cái giai đoạn một bé gái dậy thì thành thiếu nữ đó, thì ông trời ông cho các bạn cái thụ thể đón nhận cái nội tiết tố đó ở hai bên này khác nhau. Ví dụ ở bên đây có 100 thụ thể đón nhận, ở bên đây nó có 70 thôi. Vậy thì cứ mỗi tháng bạn hành kinh đó, bên đây 100 nó đón nhận, ví dụ như 100 thụ thể đó nó đón nhận được 100 gram, bên đây có 70 nó là có 70 gram. Và câu chuyện đó nó cứ diễn tiếp hàng tháng, hàng tháng, hàng tháng. Và cho tới nay bạn có cái sự chênh lệch nó như thế này. Thế thì sau cái phẫu thuật này, 70 thụ thể bên trái và 100 thụ thể bên phải, không có bác sĩ nào can thiệp được hết trơn á. Phương hình dung được không? Dạ. Mà chỉ can thiệp là hôm nay thấy thằng này bự hơn, tao sẽ đặt mày nhỏ hơn, thằng này nhỏ hơn tao đặt mày bự hơn. Chứ không có can thiệp vô cái chỗ đón tiếp hàng tháng của bạn được. Do vậy, khi mà sau cái phẫu thuật á, bạn lại tiếp tục có hành kinh mỗi tháng. Và như vậy vẫn tiếp tục cái sự chênh lệch 170. Và cái sự chênh lệch đó nó sẽ dẫn đến là cái điều chỉnh mà ngày hôm nay nè, nó chỉ mang giá trị tạm thời thôi. Phương nắm được chỗ này không? Chứ không có phải là điều chỉnh ngày hôm nay là suốt cái thời gian sau giữ được như vậy hoài, không có Phương. Rồi. Điều đó có nghĩa rằng đôi khi một số bạn cắt cớ nó như vậy ít nhất cũng phải được 6-7 tháng hoặc năm với bác sĩ, không có. Phương hình dung là trong cái hành kinh của các bạn á, cũng có những tháng các bạn không cảm nhận được gì cả. Nhưng cũng có những tháng các bạn cảm thấy nó rất căng và rất khó chịu. Vậy thì cái sự đón nhận này á, nó lệ thuộc vô cái sự bài tiết estrogen của bạn. Tháng nào mà hoặc là 3 tháng đầu tiên bạn lỡ nó tiết ra nhiều quá, thằng này nó trên là thấy rõ liền. Phương nắm được chỗ này không? Chắc rồi phải không? Dạ. Okay. Delete đi ngay cái ý tưởng là tôi làm lớn hơn một đứa tôi thả rong là chết ngay. Chết ở đây là sợi. Sợi rất nhanh nhé. Dạ. Okay. Rồi. Nam Phương có hỏi thêm gì không? Dạ, lỡ túi. Về lỡ túi thôi, hiểu như vậy cho nó đơn giản đi Phương. Là như nãy chúng ta ví dụ á, đây là cái thiết kế để cất nhà. Yeah. Cái việc chọn đồ nội thất bên trong á, là theo cái quyết định của bạn. Bạn chọn nội thất nào tôi cũng xây cho bạn được như vậy cả. Vấn đề câu chuyện là bạn chọn nội thất sang thì bạn sẽ sử dụng cái đó cũng như cái người sử dụng nó ở cái cấp độ sang. Bền là như nhau. Bền là như nhau, giống như bây giờ bạn nói bền như vậy là cái điện thoại iPhone của bạn với cái điện thoại gì đó thời Edison bền. Yeah. Đó, bạn không có nào nói nó không xài được được. Vấn đề là cái cấp độ sang bạn cảm nhận cái điều đó như thế nào là câu chuyện của bạn chọn. Chứ còn bạn chọn kiểu nào bạn vẫn sử dụng được như vậy, hình dáng nó vẫn được như vậy. Yeah. Đây. Còn lại đến đây, đó là cái sự khác biệt về sự thiết kế, bạn phải thiết kế cho ra thì bạn mới làm cho ra được. Yeah. Hình dung được không? Ok, còn vật liệu xây dựng là như nhau. Quay lại giống như ví dụ nãy xây nhà mà vật liệu xây dựng là như nhau, không khác gì nhau cả.
Cái khác ở đây là sự thiết kế và cái tay nghề bạn chọn người ta xây cho bạn như thế nào thôi. Chỉ còn vật liệu xây dựng này cũng có nhiều đó, trên thế giới cũng có nhiều đó. Ok ha. Rồi. Còn hỏi gì nữa không? Bạn đi theo có hỏi gì nữa không? Có gì chưa rõ không? Không. Nhắc lại lần thứ ba, lần sau cùng. Cái đẹp này nó nằm ở chỗ đừng suy nghĩ là tôi thả rông khi nó lớn nha. Là chết ngay. Ok ha. Yeah. Okay.